Chúc quý vị một ngày thật thú vị và tràn đầy năng lượng cho cuộc sống. Khi xem, quý vị nhớ cho like, chia sẻ. Đừng quên bấm vào nút đăng ký để nhận thông báo mà chúng tôi đang cập nhật tới tất cả quý vị. Và sau đây là phần tin chi tiết. Ném nhận đoàn tình với Hà Thanh Xuân, cuộc sống của vua các côi hiện tại gây bất ngờ. Vua các côi Thắng Ngô có cuộc sống hôn nhân chóng vánh với nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân, nam doanh nhân gốc Hà Nội, sở hữu vua các côi 30 tỷ đồng. Cơ ngơi của anh khiến dân tình phải trầm trồ. Tuy nhiên, kể từ khi làm đám cưới rồi chia tay với Hà Thanh Xuân, cuộc sống của nam doanh nhân gần như thay đổi hoàn toàn. Hôm ngày 29 tháng 6, Thắng Ngô đăng một đoạn clip quay lại cảnh thả chiếc nhẫn cưới xuống nước. Sau khi buông bỏ chuyện cũ, Thắng Ngô tỏ ra tích cực hơn trong cuộc sống. Anh thường xuyên khoe ảnh đi xem đất, thăm công trình, khảo sát các vườn cây. Vua các côi liên tục đăng tin rao bán bất động sản nhưng hiện chỉ tập trung xây dựng. Anh thừa nhận cuộc sống hiện tại của anh chỉ có mức thu nhập đủ sống, không dư giả dù làm nhiều nghề. Nguyên nhân làm kinh tế anh kiệt quệ là do khi chia tay vợ cũ, nam doanh nhân không mang theo tài sản gì. Hiện tại vua các côi Thắng Ngô còn đầu tư ở Vũng Tàu. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ ngưỡng mộ khối tài sản của Thắng Ngô. Anh nói muốn tích cóp để cô con gái duy nhất có cuộc sống sung túc sau này. Tôi muốn con gái của mình không bao giờ phải bận tâm vì vật chất. Nam doanh nhân cùng chú trọng tập luyện thể thao để cải thiện sức khỏe tốt hơn mỗi ngày. Trước đó, Quang Lê đem câu chuyện ly hôn của Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô đã trở thành đề tài bàn tán của công chúng trong một thời gian dài. Ca sĩ Quang Lê đã lên tiếng vì mối quan hệ giữa mình với Hà Thanh Xuân nhưng lại vô tình tiết lộ điều khiến vua các côi không hài lòng. Quang Lê kể, chuyện tôi và Hà Thanh Xuân quen nhau, đồng nghiệp thì hiểu cho nhau nhưng ông xã của Xuân chưa chắc đã hiểu vì anh ấy không làm trong showbiz. Chưa kể gia đình chồng của Hà Thanh Xuân càng khó khăn không hiểu. Nghệ sĩ khi lập gia đình thì chồng và gia đình chồng phải biết thấu hiểu, như vậy mới giữ lửa hạnh phúc bền lâu được. Mai Thiên Vân đi với tôi cả ngày và cả đêm, 12 giờ đêm cùng đi nhưng chồng Mai Thiên Vân cũng đâu có nói gì. 12 giờ đêm tôi lái xe qua nhà Mai Thiên Vân, Mai Thiên Vân bảo tôi tắt đèn xe đi rồi chạy từ trên lầu xuống cùng tôi đi ra tận bãi biển, đi lòng vòng uống cà phê và nói chuyện. Nhưng chồng Mai Thiên Vân vẫn không hề ghen tuông hay nói gì. Chồng Mai Thiên Vân chính là cánh tay phải của Trung tâm Thúy Nga, làm bao nhiêu chương trình cho chúng tôi nên quá hiểu dưới showbiz. Nhưng vua các côi lại không phải là người trong showbiz nên không hiểu được. Nam ca sĩ đình đám cũng nói về chuyện chồng của Hà Thanh Xuân ghen với mình. Nhiều khi Hà Thanh Xuân đang đi với chồng mà có tôi là không được. Bản thân Hà Thanh Xuân cũng ái ngại, dù giữa chúng tôi không có gì. Vì thế nên khi Hà Thanh Xuân lấy vua các côi, chúng tôi dù thân cũng giãn ra, không gặp gỡ nhau nữa. Như có sợi dây vô hình ngăn cản chúng tôi. Sau này, khi đã chính thức chia tay, Hà Thanh Xuân mới tìm gặp tôi để chia sẻ. Hà Thanh Xuân bảo tôi rằng, anh phải thông cảm, vì em lúc đó còn bên nhà đẻ, rồi nhà chồng nhìn vào. Tôi cũng thông cảm, coi như không có chuyện gì, tôi không để bụng làm gì. Nghe thế, Thúy Nga liền bảo, chuyện của giới nghệ sĩ, nhiều người ngoài showbiz không hiểu đâu, nhiều người tôi thấy ghen tuông vô cớ. Từ chi tiết này, cư dân mạng lại thêm cớ để bàn tán vì nguyên nhân ly hôn của Hà Thanh Xuân một phần nào đó do tính ghen tuông của Thắng Ngô.